Mình là Hiếu đây. Hello. Mình là Huy đây. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm clip. Clip gì? Mì tôm đi, tôm siêu cay đi. Mì tôm khủng lồ hay là hay mì tôm ấm một nồi? Nồi đây. Nồi luôn đi. Ơ, mấy bạn có thấy con gà nó cái nó làm gì đây? Không, nó mới để trứng xong đấy, cái là con gà này nó tính thiệt rồi, mà mấy bạn phải đăng ký 100 người cơ mà tớ mới thiệt. Con gà này luôn. Ai hay hay kêu anh kia nó quay video đi quay con gà xem nào. À, đi quay con gà nhá. Được không? À, chắc là mình cũng đi mua mì tôm về nó làm siêu cay đây. Bây giờ bật đi nha. Mình đi nha. Đi. Let's go. Chúng mình mới đi mua về đây. Giờ mình sẽ đi lên rửa nha các bạn. Chắc là chúng mình rửa đây. Các bạn hãy xem video đằng sau. Chắc là phải đi rửa thôi.
chờ đợi chắc là phải ăn xoài. Mời bạn. Ngon quá. Mời ăn nha các bạn, ăn đi. Cho các bạn ăn này nhưng mà các bạn cũng không ăn được. Chắc là nó nước sôi. Giờ mình chuẩn bị bỏ mấy cái thứ này vừa. Giờ mình chuẩn bị bỏ cái thứ này vừa. Nha các bạn. Đây, bê cái đi. À, bê cái này, bê cái này trước đây. Để nó giả. Để nó... Oh my god. Oh my god. Công trình cây đều nó vướng qua các bạn. Chưa mai chặn đi. Cây đều nó vướng qua các bạn. Giờ mình sẽ bỏ mấy tôm vô trước nha các bạn. Sướng đấy. Sướng đấy. Mổ đục đục ngon không các bạn? Đủ má quá ngon nhỉ, không ngon mà không ngon thằng nào mà làm. Ô nước ít rồi, nước ít rồi bà con ơi. Giảng ơi, giảng ơi, giảng ơi là giảng ơi. Cái này đổ đi đi, cái bên kia đổ đi. Ơ mấy bạn ra đây này, bay đây. Các bạn có thích cái gì đâu? Kết gà, cái gì nữa? Chắc là phải để cái này. Ô, sao nó không có lửa rồi? À, nó chắc là phải nhóm thôi. Nhóm lửa đó. Nhà thật là nhà cùi nhỉ các bạn nhỉ, cùi quá. Toàn là lấy bị corona rồi đấy. Corona lửa nhỏ hả? Giờ mình sẽ bỏ xúc xích vô nha các bạn. Xúc xích à, xúc xích và bỏ ớt đi. Đồ, ớt nhiều quá. Mang đến là không ăn được ớt mà bây giờ nó làm video nó để cho các bạn ăn đấy, chắc là nhịn này ngày mai là nó tào tháo nó xuất hiện nhân miền. À. Quay đây này. Ủa má thơm không? Nhìn nó thích khen. Này, nó múc nước để cho các bạn nó uống rồi. Không cho các bạn ăn đâu, cái này nó không đủ bằng tớ ăn. Phải hiểu cho bằng tớ. Cho bằng tớ ăn đây. Ăn xem có ngon không? Chắc là ngon đấy. Nhìn mà thấy ngon rồi.
nếu mà các cậu ăn nhá, tớ ăn đây, thì nếu mà cậu được ăn 6 cay, cay quá. Má nhiều cô tiệm bớt mà nó cũng cay. Bên này các bạn, chán mình hấp dẫn không các bạn? Ừ, thôi các bạn ạ. À. Xúc xích, xúc xích. Mời, mời các bạn nhờ. Ăn xúc xích nha, với mình nha. Ngon lắm các bạn ạ. Nếu mời các bạn ăn nha, ăn với mình nha. Nó hơi nóng các bạn ạ, mới cay nữa. Tớ, tớ chỉ các bạn nó đi nhà người ta ăn này, các bạn phải như thế nào. Như thế người ta chắc là mình ăn, chắc là người ta chắc là mình ăn tiếp nhanh chứ không phải ăn nhiều. Hôm nay mình sẽ cố gắng ăn hết cái nồi này luôn các bạn ạ. Chắc không hết được đâu, nhiều quá mà. Bạn có trứng này bạn, các bạn nó nghĩ cái nó tới cái trứng gì đấy, nó trứng của mình thôi. Dạ. Ngon, ngon quá. Ơn này, ơn ơn này, thấy chưa. Nó có bầu luôn các bạn ạ. Bây giờ chắc là bọn tớ có quay, nó quay cái nồi nó bọn tớ ăn hết là chắc là cả mấy chục phút. Chắc là bây giờ bọn tớ dừng clip cho bọn tớ cố gắng bọn tớ ăn hết nè. Ăn nó ăn cái trứng này đã bọn tớ mới nói hết cho. À, dạ. Cho tớ lấy giọng đó. Chắc là bọn tớ dừng lại clip này nha. Clip sau bọn tớ sẽ làm màu mè hơn, lấy gì ngon hơn. Thế là bọn tớ bye nhá. Tạm biệt các bạn nha. Bye các cậu.